em đã đến nơi chưa? Selfie up face, cập nhật tình hình đi em nhé. Phong cảnh ra sao, dù là thời tiết như thế nào? Update đi em ơi, Viettel 4G mạnh lắm. Alo anh ơi, anh đây. Hôm nay về xóm được không? Biết làm gì? Hai ta xem phim online trên điện thoại em nhé. Bày đặt quá đơn giản, cửa hàng Viettel đổi sim 4G free. Alo em trai, đang tan cô em nào xinh ghê, data online từ sáng tới đêm thật tốn kém, vừa rẻ vừa nhanh chỉ có data 4G, dùng luôn đi em ơi, 2-3 hôm nữa là đổ thôi. Alo chị gái, buôn bán kinh doanh hàng online, update doanh thu, xuất nhập hàng sớm tối, kinh doanh lên tay, đẳng cấp tăng từng ngày. Nhanh nhanh chị ơi, đổi sim 4G dùng ngay. Dù đi nơi đâu, hay là ở nơi xa xôi nhất, thì vẫn có sóng Viettel 4G, tốc độ siêu nhanh cho tất cả mọi người, không trừ một ai. Cà Mau hay là địa đầu Móng Cái thì vẫn có sóng Viettel 4G, tốc độ siêu nhanh cho tất cả mọi người, không trừ một ai, không trừ một ai. Phủ khắp mọi nơi em ơi, từ Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, từ biển xa hay là đến mọi nhà, là xa thật là xa thì 4G luôn luôn ở quanh ta. Đi khắp mọi nơi em ơi, siêu tốc độ phủ tất cả mọi người, công nghệ mới đẳng cấp về thế giới, bật 4G dùng ngay đi em ơi.